Hot trend đồ uống mới, trà chuối tương lai vượt mặt trà mãng cầu vì đáp ứng trọn các tiêu chí ngon, bổ, rẻ. Phải công nhận một điều rằng mùa hè năm nay vô cùng nhộn nhịp với các hot trend ẩm thực, đặc biệt là các loại đồ uống. Thậm chí nhiều người còn nói vui rằng đây là năm tam tai của thực vật khi có vô số loài hoa, quả bị cộng đồng mạng săn lùng đu trend. Sau trà mãng cầu, trà hoa giấy thì dân tình mới đây đã phát hiện thêm một món đồ uống mới, tưởng lạ nhưng lại cực quen. Trà chuối đã có từ lâu nhưng đến thời điểm hiện tại mới bất ngờ hot hit. Với nguyên liệu chính là chuối chín và trà, nhiều đầu bếp mạng đã hô biến thành món thức uống vừa đẹp mắt lại vừa được đánh giá ngon miệng. Mời đẹp! Ngay lập tức, dân tình đã tỏ ra thích thú với món đồ uống này. Không chỉ ngon, bổ mà nó cũng rẻ nữa. Thôi thì mãng cầu đang khan hiếm, với giá cào chót vót thì mình đổi qua trà chuối cho nó chill vậy. Phen này chuối lại tới câu chuyện rồi. Bạn nghĩ sao về món đồ uống trà chuối này? Comment ngay cho TV Trend được biết với nhà. Đừng quên nhấn đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ cho TV Trend và cập nhật thêm nhiều tin tức thú vị mỗi ngày nhé.